Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay thì đang tầm giữa trưa gần 12 giờ là bọn em vẫn phải tiếp tục kiểm tra cái mủ chúa quý anh chị nhé, xem ông chúa đã nở rồi để xem mủ chúa này, cái chúa này nó nở ra rồi được 5-6 ngày để chúng ta xem kiểm tra xem đã đi thụ tinh về chưa quý anh chị nhé. Con này 7 ngày nhé. Đúng không? Xem con chúa đây còn trong này không quý anh chị nhé. Đây như hôm nay là anh cũng phải lo phải bảo hộ nhá. Đó như quý anh chị đấy, đồ nghề bảo hộ ong đây quý anh chị. Mình khuyên cáo quý anh chị là bà con chúng ta nên bảo hộ nhé. Các cháu nhỏ không nên tự mở thùng ong và tự bắt ong nhé. Em sẽ zoom to lên gần em xem quý anh chị cùng tham khảo cái chạy bú cụ đó. Xem mủ chúa là nguy hiểm mất rồi. Hả? Kiểu hôm qua lúc mà mở ra đang còn đó. Hay thế. Mất quý anh chị, lại tiếp tục mất chúa. Chiều hôm qua mở vẫn còn quý anh chị đấy, nhưng hôm qua anh mới nói đấy quý anh chị nhé. Chiều hôm qua anh mới mở xong giờ nó có mủ chúa này là coi như là mất rồi quý anh chị. Mà sao xây nhanh thế? Chiều hôm qua nó bắt đầu mới xây à hay sao? Mới xây một tí ở dưới đây quý anh chị ạ. Mùa này là tách đàn bọn em nghĩ là được mà cuối cùng là chưa được nhé. Đây bọn em chia đàn xong xong lên quý anh chị này, hai thùng đây ạ. Đó. Hai thùng song song đứng xa này quý anh chị nhìn thấy rõ cả. Đó hai thùng song song mà bị mất nhé. Cái thùng bên kia bọn em mất, em đã bỏ con chúa, một con chúa nói già không phải già, nó khoảng tầm 5 tháng tuổi thôi, em sư cua em để lại đó mà giờ vẫn bị mất. Tốt nhất là quý anh chị mua cái giỏ nhốt chúa cho thức ăn vào đó để dự trữ những con chúa sư cua, khi nào nó hoàn thiện con chúa đi thụ tinh về chúng ta mới bắt đầu mới bỏ hẳn đi. Cái giọ đó thì cái lồng nhốt chúa đấy cho khoảng tầm 5-7 ngày được quý anh chị nhé. Mình cho phấn hoa, cho mật vào để ăn vẫn được, tốt ạ. Chúa vẫn thọ được, họ anh em hay bán đấy. Hay bán trên mạng bán chuyển về tận nơi ấy. Cái giọ đấy mua khoảng tầm 80.000 quý anh chị nhé. Cái giọ nhốt chúa bỏ vào đấy thì kể ra mình bỏ phấn hoa, bỏ mật vào đó. Chứ nó có thể là sống khoảng tầm 8-10 ngày quý anh chị ạ. Dự trữ lượng ăn của nó. Nên anh đang buồn nên quý anh chị kiểm tra đây, anh đang bị buồn nên bị mất chúa liên tục mấy ngày nay, kiểm tra là bị mất chúa hết rồi. Bọn em xác định chứ không phải là lấy thùng đâu quý anh chị nhé. Đây thùng này có một cầu thôi ạ. Đó, mở ra có một cầu, đây tấm ván ngăn. Đây tấm cót ạ. Chiều hôm qua. Đúng chưa? Chiều hôm trước mà đúng đó. Chiều hôm trước thì chiều hôm qua đó. Chiều hôm qua thì không có, em không có mặt. Anh mở thì không biết. Chiều hôm trước mới mở vẫn có chúa quý anh chị nhé. Mà hôm nay không có nữa rồi, đi thụ tinh về hôm nay đúng là 7 ngày rồi đó. Từ hôm 20 mấy à? 27 à? 28, từ hôm 28 giờ hôm nay mùng mấy rồi? Hôm nay mùng mùng 5 rồi. 7 ngày đó. Là mà nó mới đi. Hả? Vẫn còn à? À may. Này vẫn còn này, ngon rồi quý anh chị nhé. Đâu? Thế là may rồi quý anh chị, anh mừng rồi nhá. Anh để ý mãi ra có mà nó vẫn ở đây đây đúng rồi. Đó. Mủ bỏ phất, đó cái mủ tiếp quý anh chị này. Em phải đứng xa chút thì vì anh đeo mặt thì em không đeo mặt. May. Vậy là được anh Cường ạ. Ở đây con đi thụ tinh chắc chắn về rồi. 5 6 ngày đi thụ tinh, hôm nay là ngày từ hôm 28, 28 giờ là 7 ngày được rồi đó. 7 ngày nó đi về rồi quý chị nhé, thì chờ ngày đẻ đâu quý chị ơi. Nó đi về thì chờ khoảng tầm 10 ngày nó 7, tức là từ ngày nở đến 5 ngày, 6 ngày nó đi thụ tinh, hôm nay là 7 ngày rồi thì nó tầm khoảng 4 ngày nữa nó bọn em kiểm tra một lần nữa nó đẻ được là ok quý chị nhé. 7 ngày là chắc rồi đó. Hả? Sao? Vẫn còn à? À thế là ngon rồi đó, 7 ngày là ngon rồi. Tính là 7 ngày chứ hơn 7 ngày đó, chứ không phải không? Vì mình tính tháng có 31 mà. Rồi. Hả? 27 à? 27 thì có ngon, hôm nay là mùng 8 ngày rồi. 27 dương 8 ngày, hôm nay mùng 5 rồi, 8 ngày thôi. Chứ mình không tính ngày 31 ấy, tính từ bù qua đó. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhá. Quy trình kiểm tra cái mủ chúa của mùa này thì hiện tại giờ là em kiểm tra được hai con chúa chứ không phải mủ chúa quý vị nhé. Hai con chúa đã đi thụ tinh về. Nên em nghĩ là sẽ hiệu quả khoảng tầm 4 ngày nữa là nó sẽ đẻ, thì em sẽ 4 ngày nữa em kiểm tra lại xem có trứng không, là 4 đến 5 ngày nữa là nó đẻ đấy, nhưng mà em kiểm tra có trứng 5 ngày là chắc ăn, nhìn có trứng là có chắc ăn quý chị nhé. Rồi cuối video em xin phép dừng đây, xin quy trình kiểm tra cái ong chúa đã kết thúc ở đây. Rất mong quý chị xem thấy hay thì nhớ tặng em một like và nhớ chia sẻ video này cho bà con chúng ta cùng kiểm tra trong mùa thu đông quý chị nhé.
Và thấy hay thì cứ bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em Tony Tiến có video mới ạ. Em xin chào và hẹn gặp quý vị video sau ạ.